À, đúng rồi đó anh. Giờ ăn kem á cả nhà. Kem này á ở Costco đang sale. Trời ơi con, nó đang sale, ngon lắm cả nhà. Ui chắc chắc cha đổ nè, nó như là cái gáo dừa cả nhà, như là cái trái dừa đó. Kem dừa thì nó bỏ vô gáo dừa rồi á, kem cam, kem quýt thì nó bỏ vô cái vỏ cam, vỏ quýt. Ừ, ngon dữ lắm. Kem Hawaii. À, chanh dây anh. Ngon cả nhà. Ăn xong cái gáo dừa này á, làm dạ, làm xỏ cây khoan á, xỏ cái cây làm gà múc nước được. Kem nó mịn, nó mịn, thơm mùi dừa. Chua, mình ăn cái này cũng nhiều. Thời tiết năm nay xấu ghê luôn cả nhà. Giờ mà lạnh quá. Như mọi năm thì tháng này nắng nhiều. Mình trồng cây là tháng này là mình đã đưa ra từ hồi tháng 4 rồi á. Là giờ nó đã vươn lên rồi. Giờ chưa đưa ra luôn. Đó, cây của mình nó đằng sau lưng quá trời đó. Với lại bên đây nữa, chưa dám đưa ra. Tự đưa ra được rồi, chết rồi. Đang ăn, sực nhớ đến một món rất là tuyệt vời. Kẹo đậu phộng ở Việt Nam mới vừa gửi qua. Ở Việt Nam á, mới vừa ship qua cả nhà. Cái cô chủ chợ đó là cũng quen, cái cổ tặng, cổ tặng mình mấy bịch ăn thử Lý Thảo, với lại tặng cho Nhung Hà nữa. Để mình đi lấy cái kéo mình cắt ra nha. Cô chết cha rồi. Anh ơi anh, tí nữa anh bê giúp mẹ em cái lát cẩm vô đây để đây. Trời ơi, nãy giờ em quên chết cha rồi. Nó lạnh không anh em, anh để đây em sắp chỗ sẵn rồi nè, mà nãy giờ em quên. Trời ơi, lo ấy thì quên cả nhà. Mấy cái cây lá cẩm của mình á, cái mình ấy nhánh nó, cái mình ghim nó ra rễ rồi, cái mình bỏ vô chậu mà nãy giờ mình quên, mình để ở ngoài chết cha. Nhưng mà không biết có sao không, thấy nó quéo hết trơn, nó rủ xuống tự lạnh đó cả nhà, nó rủ xuống nhưng mà không sao đâu, mai ngóc đầu lên. Sorry nha, hồi nãy má quên bỏ tụi bay ở ngoài, tao giờ tao mới sực nhớ ra chứ. Kẹo đậu phộng cả nhà. Ôi kẹo đậu phộng ngon anh.
có gừng cũng nữa, ngon. Ngon đó anh. Anh ăn cẩn thận á, giòn. Nhưng mà rất ngon. Ngon lắm cả nhà, cái này của Huế. Nấu nước luộc bún á anh. Cái này của Huế, nhưng mà em nó biết mua đồ ăn lắm cả nhà. Nó giỏi lắm, bé nó giỏi lắm. Không mua đồ ngon không à. Chị nó xin ăn. Xin ăn. Mình ráng ăn hết để mình khoe với cả nhà cái gáo dừa. Rồi hết rồi. Này làm để mình lau sạch sẽ nha. Này làm gáo dừa được á. Dừa này dừa Hawaii nhỏ trái. Này chắc giống dừa Bến Tre mà dừa gì với Bến Tre ta. Trái nhỏ nhỏ. Trái này nhỏ à cả nhà, thấy thương ha. Nè đó. Đó, thấy không? Thấy không? Giờ xỏ cái cây qua đây thành cái gào múc nước ha, dễ thương ha. Ê, hay là chán bánh cuốn được á. Mình kể cho cả nhà nghe một cái chuyện này. Con chó nhà mình á, biết nói tiếng người. Không phải đâu, tại vì chắc mình quá thương nó, quá gần gũi với nó rồi á, là nhiều khi nói cái mình hiểu luôn á. Là như vậy, có một lần mình đi làm về thì á, là vô cái nó mừng mình, cái mình hôn nó, cái là nó nói tự nhiên không, nó nói, nó nói chứ bo làm, nói nghe mình nghe luôn, bo làm. Cái mình mới, ủa sao chết rồi, hôm nay con này nó nói thằng con trai của mình tên Bo. Nó nói Bo làm. Cái mình nói Bo làm cái gì? Bo làm cái gì con nói cho má nghe. Cái nó cứ nói Bo làm. Cái mình mới nói ô, tự nhiên hôm nay con này nó nói mình nghe luôn là tên con mình luôn á. Cái thì mình mới dòm thấy thì con mình dòm thấy ở trên thảm á. Nó có những cái đường là giống như hút bụi. Khi mình hút bụi cái thảm á, là nó sẽ có những cái đường của cái máy hút bụi nó đi á. Cái mình nói u là nó nói thằng Bo nó hút bụi á. Ồ, hay không cả nhà? Mình nói ra thì nhiều khi cả nhà nói con nhỏ này nói xạo, nhảm nhí. Nhưng thật sự á, là tại vì mình quá thương con chu đì, quá thương con chó của mình. Rồi mình với nó rất là gần gũi. Nhiều khi á, thật sự ngày hôm đó mình về mình nghe nó nói vậy, cái mình mới biểu ô, mình nghe được cái tiếng của nó. Thì cũng do một phần, nhiều khi cái phần mình nói về cái phần tâm linh, thấy không? Hai tâm hồn đó. Đó. Nó nhiều lắm cả nhà. Mình kể cho cả nhà nghe. Tin hay không là chuyện của cả nhà. Nhưng mà vui lắm. Cái bà đối diện của mình á, bà Mỹ Trắng, bà hàng xóm á, đối diện nhà của mình, thì á, mỗi lần mình thả, mình mở cửa gà ra, cái con chu đì nó hay chạy ra đường. Nó chạy ra đường, cái nó đi qua bên cái bãi cỏ của nhà bà ở đằng trước á, ở đằng trước ngoài đường á, mà bên phạm vi đó là của nhà bà. Nó nhiều khi chó mà nó hửi nó thấy giống như là trước đó đã có nhiều con chó đi ngang qua đây đái ỉa gì đó, nó hửi mùi á, nó thấy cái nó làm luôn ở ngoài đó. Chu cha cái bả qua bả kêu mình, cái mình qua mình dọn vệ sinh thì á, là xong cái mình đi vô cái mình mới nói với nó, mình nói á, là má nói con nghe nè,
mai mốt con đừng có qua bên đó con đái ỉa nữa nha. Bà hàng xóm của mình bà cầm len vậy á, má buồn lắm. Cả nhà biết nó trả lời sao không? Trời ơi, nó nói mình hết hồn. Nó nói chứ kệ bả đi. Nó nói vậy á. Nó nói kệ bả đi. Thôi, công nhận luôn á. Cái mình nói đâu có được, đâu có kệ được. Con làm vậy là không có đúng. Ôi, cái mình mới có một chị bạn thân là chị Thủy á cả nhà. Cái mình nói cho chị nghe, mình nói ờ, em nghe được nó nói vậy á chị. Cái chị cười chị nói vui vậy biết ừ. Mà thiệt á chứ nó nói kệ nó đi. Hay không cả nhà? Nói thật ra nó nhiều lúc nó tự nhiên nó nói mà sao mình lại nghe được á. Mình nghe được thành cái câu như vậy luôn á. À, thì đó nên là mình kể cho cả nhà nghe cho vui. Thì cả nhà tin hay không thì là chuyện của cả nhà. Nhưng mà cái đó là do mình cái tâm của mình. Rồi mình nghe bằng cái tâm của mình á, mình nghe luôn là cái câu đó luôn. Cái hỏi, nó kêu chứ bo làm, mà không nói nhiều, bo làm. Thế mình mới nói, ủa sao hôm nay nó kêu thằng tên con mình luôn, nó làm gì ta? Cái mình nói, ủa sao con này mình đi làm gì nó lại nói mình vậy? Mà nó kêu tên con mình. Thế nên là mình mới dòm thấy, ô, là thằng con mình chưa bao giờ nó hút bụi cả nhà. Mà hôm nay là nó hút bụi. Mình đi làm á, nó ở nhà nó tự nó lấy máy ra nó hút bụi, nó giúp mình làm công việc nhà đó. Ok thôi, bye bye cả nhà nha. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của mình. Chúc cả nhà một ngày an lành và hạnh phúc. Bye bye.